đến với video bonus ngày hôm nay. Video bonus ngày hôm nay với chủ đề đấy chính là họ muốn nói với bạn một lời. Vậy thì họ muốn nói với bạn một lời gì? Thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn nha. 1, 2, 3, hãy giúp mình lựa chọn một cái tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Cái tụ bài này ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ có 2 lá bài thôi, để xem là họ muốn nói với bạn về điều gì, về vấn đề gì nha. Rồi, 1, 2, 3, cho các bạn một chút thời gian để các bạn lựa chọn nha. Hãy nhớ là đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên nó có thể đúng với bạn hoặc là không nhé. Rồi, chút thời gian đi. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Đến luôn. Ok, với số 1 thì họ muốn nói với bạn một lời. Thì cái lời này muốn nói với bạn rằng là họ nói với bạn rằng là họ biết chính xác những gì mà họ cần phải làm. Tức là họ dường như cảm nhận được cái sự áp đặt từ phía bạn. Có thể là bạn, khi mà họ ở bên cạnh bạn, họ giống như một cái con hổ bị nhốt vào lồng á. Có thể là bạn hay áp đặt họ hoặc kiểm soát họ, hoặc là muốn họ phải làm cái này, phải làm cái kia. Họ quá chán ngán với việc là phải đi làm mọi thứ theo ý của bạn rồi. Cho nên là họ dường như là đang mang một cái tâm lý giống như là muốn nói cho bạn biết rằng là tôi biết những cái việc mà tôi cần phải làm. Bạn không phải dạy tôi, bạn không phải nhiều lời với tôi để làm cái gì, bạn không phải áp đặt, bạn không phải kiểm soát tôi để làm gì. Có thể là khi hai người có trong một cái mối quan hệ với nhau, không biết là hiện tại các bạn còn ở trong mối quan hệ với nhau hay không, hoặc nếu như mà không còn thì có thể bạn hay nói với họ rằng là rồi bạn sẽ phải hối hận vì không nghe lời tôi về này kia các thứ. Tức là họ đang rất là tức giận và họ muốn nói với bạn rằng là tôi biết chính xác những điều mà tôi cần phải làm, bạn không phải dạy tôi, và khi mà tôi ở bên cạnh bạn thì dường như là tôi đang bị nhốt lại. Tôi là một con hổ, các bạn biết con hổ là nó sẽ phải ở trong rừng xanh đúng không? Thế nhưng mà tôi đang bị nhốt lại, tôi đang bị nhốt vào trong một cái lồng và tôi không được là chính bản thân của tôi. Cho nên có thể là cái mối quan hệ này, như mình nói là mình không biết hiện tại nó ra sao và nó như thế nào, nhưng mà mình có một cái cảm nhận là nó đã đang trên cái bờ vực, dường như là muốn thoát ra khỏi, bởi vì cái con hổ này này nó đang rất là muốn thoát ra khỏi lồng và nó không muốn tiếp tục ở trong một cái lồng giới hạn nó nữa, hoặc là chèn ép, hoặc là kiểu giống như là nhốt nó nữa đâu. Rồi tiếp theo đến với tụ bài số 2. Ok, tụ bài số 2 ở đây á, cái điều mà họ muốn nói với bạn là gì? Thứ nhất, đầu tiên cái người này khá là stress với những cái vấn đề có liên quan đến bạn, liên quan đến những cái vấn đề trong chuyện tình cảm giữa bạn với họ. Thì người này nói với bạn rằng là họ vùi đầu vào công việc để quên, là anh vùi đầu vào công việc để quên đi em. Đó, và họ rất là stress. Và cái người này có thể là giống như là họ hiện tại họ rất là tập trung cho công việc tài chính tiền bạc của họ, cho công việc của họ, và họ có thể là không bao giờ họ để cho bản thân của họ rảnh ở cái thời điểm này đâu, mà họ sẽ tìm việc để làm hết cái này đến cái kia, rồi ví dụ như làm hết việc ở công ty rồi về nhà dọn nhà làm này làm kia. Và đấy là cái cách để mà họ không suy nghĩ về bạn nữa, không có, bởi vì khi họ càng suy nghĩ về mối quan hệ này thì họ càng stress, họ càng áp lực, họ càng mệt mỏi, họ càng cảm thấy không có lối thoát. Đó nên là đây cũng là một cái cách trốn tránh, nhưng cũng là cái cách mà họ giải phóng những cái nguồn năng lượng tiêu cực hiện tại mà họ đang có. Đấy, thì cái người này nhá, họ còn ngoài stress với những vấn đề về bạn thì họ cũng bị stress với những cái vấn đề liên quan đến công việc nữa nha. Đó, cho nên là mình thấy là cái người này khá là kiểu giống như là khá là đang bế tắc đấy, đang bế tắc và đang cảm thấy khá là khó chịu ở đây. Ok, tiếp theo với số ok, thứ nhất cái người này thì mình thấy rằng là họ khá là bình yên ở thời điểm hiện tại, tức là họ chấp nhận mọi thứ và họ cảm thấy cuộc sống của họ hiện tại khá là ổn nha. Đó, cho nên mình cảm thấy rằng là cái cho nên là cái những cái lời mà người này họ nói trong một cái tâm thế rất là nhẹ nhàng. Họ nói với bạn rằng là cả hai chúng ta đều biết rằng là anh không phải là anh hay là em không phải là người dành cho nhau. Đó, không phải là dành cho bạn, không phải đầu ăn của em, đó, đầu ăn của bạn. Thì cái người này họ hiểu điều đó và họ biết bạn cũng hiểu điều đó, nên là họ cũng chỉ có một lời như thế này họ muốn nói với bạn thôi. Nói ít hiểu nhiều và cả hai cũng hiểu được vấn đề rồi, cho dù có cố đến cỡ nào chăng nữa thì cái mối quan hệ này nó cũng chỉ dừng lại ở một cái mức độ như thế thôi, nó không thể khác được. Cái người này hiện tại đang chấp nhận mọi thứ và cảm thấy đang tận hưởng cái cuộc sống bình yên của họ. Đấy, họ đang kiểu giống như là vui vẻ từng bước tận hưởng cuộc sống. Và mình thấy cái người này hiện tại họ không có một cái vấn đề tâm lý gì đấy quá đặc biệt đâu, họ ổn, không có vấn đề gì cả nhá. Rồi
Ok, đấy là số số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye.